Cindy xin kính chào mọi người nha à, hôm nay lại được một ngày thứ bảy cuối tuần xin đi cùng đi với lại anh huy và anh nhàn phát phút cho những người có hoàn cảnh khó khăn vô gia cư thì theo như là anh huy nói thì mỗi tuần là trong một cái bọc thức ăn ngoài cái chuyện mà cho cơm hoặc cho mì spaghetti hoặc là cho hamburger nhưng như ngày hôm nay xin đi uh, với cái sự phụng vụ của nhà thờ uh, chia tới cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà nghèo khổ khắp nơi thì uh, gồm có uh, cơm uh, uh, trứng uh, hấp uh, làm một cái kiểu giống như là chả trứng vậy đó mọi người và đồ xào thì bên cạnh đó thì uh, cũng có một hộp uh, bao gồm một cái hamburger một cái pizza và một cái hot dog thì ngoài cái khẩu phần chính đó thì mỗi người còn được một cái bọc nữa thì hôm nay xin gì xin được review cái bọc đó cho mọi người với một cái hình thức để chia sẻ cái niềm vui và cái sự uh, uh, mừng cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn thì uh, hội uh, thiện nguyện nhà thờ của anh huy đem đến thì uh, luôn luôn ở trong cái bịch đó bao giờ cái khẩu phần của nó à, cũng như là xin nghị đã từng giới thiệu đến mọi người là nó đầy đủ chất dinh dưỡng thì ngày hôm nay thì xin à, thì mở cái bọc ra và xin thì thấy trong đó nó có một cái bagel bagel này là một loại bánh mì mọi người à, bagel này thì à, không 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 phải là nó chỉ có một hiệu này đâu mọi người mà nếu như mọi người có lần theo xin vào những cái chợ Mỹ đó thì mọi người thấy nó có rất là nhiều mùi vị à, Họ trộn vào đó là cranberry, strawberry ở Mức dâu tầm tùm lum à, Bánh bagel này nó giống như là bánh tiêu đường của Việt Nam của mình đấy. Nhưng mà nó không phải là bánh tiêu đường mọi người Mà nó là một dạng bánh mì Đặc ruột Và người Mỹ rất thích ăn Vào buổi sáng à, Có thể trong bữa ăn người ta lười ta không muốn ăn gì ta ăn nó cũng được thì thường thường bagel này đó Nó ăn kèm với một loại cream thì ở đây á, à, có những lần trước có xin đi giới thiệu với mọi người ở trong qua mặt thì nó bán những cái hộp cream này. Cái hiệu Philadelphia này, cái hộp rất là to, nhưng mà đây là một cái khẩu phần dành cho một người, cho nên là nó được đi kèm với một cái bagel nhỏ như vậy. Và không riêng gì là cái cream này. Tất cả những cái thứ giống như honey nè, đường nè, cream nè, chi nè, cà phê nè. À, sữa tươi nè họ đều làm những cái nhỏ nhỏ như thế này để nhằm phục vụ cho cái sự tu go và phục vụ cho mỗi cá nhân nó 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 nó, nó phù hợp hơn chứ rồi có nhiều người ta không có ăn nhiều á mọi người người ta mua cái hộp bự hay là ta khui một hộp to ra bỏ ra phí thì đầu tiên là xin đi thấy có uh, Bagel và cream cream chi này cũng nhiều mùi lắm mọi người thường á, uh, original thì nó màu trắng còn nó cũng có dâu nó cũng có à, mật ong rồi nó cũng có nhiều cái thứ à, nhiều cái thành phần người ta pha pha vô dâu à, để cho mình thích cái gì đó thì mình mua đây là hộp hướng dương mọi người hộp hướng dương rang lên một cái bánh rắc bánh lạc á bánh lạc này thì dùng để chấm sữa nha mọi người à, hôm nay thì có một hộp sữa lô pháp miêu sữa mà làm ốm á, những người mà sợ tăng cân hay gì đó không uống thì chọn cái loại này à, một trái lê <laughs> à, có thể cái bịch này tại chỉ là xin đi bóc lê chứ xin đi thấy mấy bịch kia là cam hoặc là táo nha mọi người thì nói chung là anh huy nói là cái người mà gói ở trong nhà thờ có gì người ta gói đó à, cho nên là không nhất thiết là trong một bịch trái cây nó giống như vậy carrot lần trước thì xin đi có I review cho mọi người thì cũng có carrot uh, baby này và cần tây. Thì hôm nay không có cần tây mọi người, không có cần tây chỉ có carrot thôi. Đây là cái thành phần fruit uh, để cho cái người dùng người ta muốn trái cây đó, thì người ta ăn. Đây là đậu phộng, honey nut có thể là đậu phộng hoặc là có thể một cái loại gì đó trong đó nhưng mà nó bọc với lại uh, honey thì bảo đảm là cái vị ở trong này nó ngọt ngọt mọi người. À, một chai nước ăn cơm xong thì phải có nước đúng không mọi người thì cái khẩu phần chính á, người ta cho thì luôn luôn người ta cho kèm theo nước và đặc biệt hôm nay thì có một cái chai bơ đờ và nếu mọi người có theo dõi xin uh, điền ngày hôm nay ở trong cái clip mà đi uh, phát uh, food cho uh, những hoàn cảnh khó khăn á thì mọi người sẽ thấy là xin điền có quay được rất nhiều những cái hũ um, uh, bơ đờ này uh, bơ đờ đậu phộng đó mọi người thì bây giờ bào phẩm này ở bên mỹ nó cũng có hai ba loại thì có một loại là nó nó mịn nó nhuyễn như cái loại này và có loại thì người ta vừa làm cream bơ đờ và người ta bỏ nguyên cái hộp đậu vô luôn hoặc là người ta có thể bỏ thêm dâu mứt gì đó gem vô thì mình thích mua cái nào đó mình mua thì ngày hôm nay thì xin thì thấy Hội thiện nguyện họ cho bơ đờ rất là nhiều và đặc biệt là chi với mọi người chi mà họ cho cả một cái bịch bự còn có nửa ký lô vậy thì à, hôm nay là xin đi à, nói với anh huy là anh cho em bịch để em về em review để anh huy nói lấy gì có một bịch đó lấy nhiều đó nó dạ không à, chủ yếu em lấy là em muốn gửi cho cho cả nhà mình à, thấy được cái bịch ở trong này nó có cái gì thôi chứ còn em thì em hỏi chủ lực em lấy về em ăn bởi vì đồ mỹ em không có ăn được thì à, xin đi À, thấy cái, cái 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 này nè người ta cho nhiều thì xin thì nghĩ là có có, có thể là cái đát của 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 nó cũng gần hết hạn người ta cho và chi á mọi người chi thì chi ngon lắm nha chi tổ ong á à, và họ slice họ cắt mỏng sẵn mình chỉ có việc về mình kẹp với lại bánh mì mình bỏ muối tiêu bỏ đường rất là ngon thì à, nhân cái à, cầm cái hũ bơ đờ này á thì xin đi cũng nói nhỏ một cái mẹo mà có lẽ là rất là nhiều người ở Mỹ nhà biết nhưng mà xin thì muốn chia sẻ với những anh em ở Việt Nam thì ở bên Mỹ này người ta làm cái tương mà ăn gỏi cuốn á mọi người là bao giờ người ta cũng trộn cái bơ đờ này vô cho nên khi mà ngày xưa xin đi ở Mỹ á xin đi ăn cái tương mà chấm với lại gỏi cuốn á xin người xin thì thấy nó có một cái vị ngọt đặc biệt lắm mà xin thì đi ăn ở Việt Nam kiếm không ra và cũng không biết ở trong nó có có cái gì thì một thời gian sau mấy chị mà hay làm gỏi cuốn thì mấy chị mới nói với xin gì là ở trong cái tương đen của cái thằng tương mà để ăn với lại gỏi cuốn thì muốn ngon thì người ta pha thêm một ít cái bơ đậu phộng này vào thì cái độ dịu của tương nó xuống và mình mình chấm cái tương nó đậm đà hơn À, chính vì vậy mà khi sáng á khi mà xin thì nhìn thấy cái um, cái hũ này nè là xin à, uh, uh, muốn xin một hũ về để mà xin à, uh, review tới cho cả nhà mình thấy mặc dù là xin thì còn hai hũ nhưng mà hai cái hũ của xin thì ở nhà thì mở ra và xài lởm chởm rồi cho nên nó không nó cũng không có được đẹp mắt và sẵn thì uh, cái hũ này nó quá nhiều đi cho nên là xin thì mình xin anh Huy một một phần thì sau khi mà xin gì review xong thì chứ xin gì cũng gõ cửa nhà hàng xóm bởi vì nhà hàng xóm cái xin gì là một người mỹ mà ông thì sống có một mình à, cho nên sau khi mà review cái này xong thì xin gì sẽ bỏ vào bao và đem cho cái người hàng xóm tuy nhiên là à, vì cái sở thích của xin gì cũng tò mò và cũng à, muốn à, review tới mỗi tuần một cái à, phần quà của nhà thờ tặng À, cho những người mà có hoàn cảnh cơ nhở đó là xin gì tuần nào mà được đi với lại anh huy và cha và anh nhàn thì xin uh, gì sẽ uh, review bởi vì uh, như ngày hôm nay xin gì đi gặp được mấy anh chị ở dưới suối rất là vui nhất là gặp lại anh đậu thì xin uh, gì muốn uh, mỗi tuần mỗi đem tới một sắc thái cho mọi người uh, xem và cũng như là xin gì muốn mỗi tuần thì xin thì cũng sẽ review tại vì anh huy nói với xin thì là mỗi tuần có cái gì là người ta bỏ vào chứ không phải tuần nào cũng giống tuần đó cho nên là xin thì muốn review lại những cái bịch thức ăn mà nhà thờ gửi đến cho những người nghèo khó như thế nào và cái mục đích chính của trong cái sự mà đi cho như vậy đó thì bao giờ cũng có một cái câu lời chúa để ở trên cái phần thức ăn thì sáng nay xin chị có hỏi anh huy thì anh huy cũng nói ngoài cái chuyện mà bác ái nhân từ mình đi chia sẻ nha, cho những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình cũng muốn đem đến cho mọi người cái à, à, đức tin về chúa cảm nhận về cái sự ban ơn của chúa và mọi người có làm những cái gì cho lầm lỗi trong cuộc sống mà chúng ta muốn quay đầu về với ngài với cha của chúng ta thì từng ngày từng ngày chúng ta được cảm nhận lời Chúa, à, mỗi câu nói ở trong cái, cái giấy mà cái thông điệp mà nhà thờ gửi tới nó sẽ gợi cho chúng ta thấy là cái cảnh vô thường của cái đời sống hàng ngày và chúng ta sẽ có một cái nhìn để dọn mình về với Chúa về với Cha. Đó là cái thông điệp chính của cả trong cái việc mà anh Huy anh nhàn và cha đi làm chuyện bác ái thì xin đi là cái người cũng phải nói là cái chuyện này cũng là được ơn kêu gọi đó mọi người chứ không phải đơn giản là được đi bởi vì xin đi đi với các anh thì xin gì cũng là cái người bao nhiêu lần nói là, là, đem tới cái sự phiền phức cho mấy anh và cũng 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 thấy được nhiều cái mảnh đời khó khăn cũng như thấy được những cái công việc thầm lặng của các của các anh đặc biệt là cha phải nói là thì mỗi khi mà Cindy và anh Huy và mọi người nói tới cha là phải dùng một cái từ ngài Có nghĩa là có một cái lòng tôn trọng thật sự Nhưng mà cha đúng ra cái tuổi của cha bây giờ về hưu rồi mọi người Thì cha có thể nghỉ hưu, được an nhàn được hưởng những cái benefit mà cha đã cống hiến Bây giờ cha về hưu nhưng mà cha cũng rất là năng động, cũng rất là chịu thương, chịu khó À, đi với xin đi với anh huy với anh nhàn mà mọi người biết không hôm nay không có cha đó thì ba anh em đi với nhau phải quả thật là à, ba người của xin đi không bằng góc của cha mọi người biết cha bảy bảy mươi chứ mà mà cha đi vào những trong cái hang cùng ngõ hẻm ở dưới suối mà mọi người biết không tánh của xin đi thì tánh hài hước cho nên xin đi nhìn thấy cha xin đi à, mắc cười trong bụng không có dám nói ra bởi biết sao cha rau giống như là dễ cha nông dịch á phú quy phú có nghĩa là cha phải rau lên vậy đó mọi người còn anh huy với lại xin đi với anh nhà không có rau được như vậy nào cha rất là năng động cha rất là à, chịu thương chịu khó và một người có tinh thần yêu người nghèo cái khó yêu chúa mến chúa yêu người phải nói là xin gì được đi với cha là một cái niềm hân hạnh rất là lớn và xin nhật cũng muốn đưa lên đây để lo, lan tỏa đi cái tình yêu thương của mọi người đến với mọi người À, ví dụ như chúng ta có những cái gì mà sung sướng hoặc là chúng ta có những cái gì may mắn mà chúng ta dư thừa chúng ta cũng đừng vứt bỏ rất là mang tội và chúng ta chia sẻ cái phần ăn thức uống đó cho những người khác và nếu có điều kiện thì à, chúng ta làm giống như là nhà mình có hỷ sự đó thì mình cũng thay vì mình ăn nhậu mình 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 xài hoang phí thì mình trích ra những cái tiền để mà mình gửi cho đến những cái người khó khăn hơn mình thì uh, gần đây xin gì cũng được gặp những cái mạnh thường quân như vậy rất là nhiều uh, trong những cái sự hoan hỷ đó là người ta nấu cơm hoặc là người ta mua food uh, người ta gửi tới xin chị để xin chị gửi cho những người nghèo kẻ khó xung quanh uh, một lần nữa thì uh, review cái bịch thức ăn của nhà thợ hôm nay tới đây là hết. Và hy vọng là xin sẽ còn công hiến đem tới cho cả nhà rất nhiều cái giây phút mà xin gì được đi làm công tác thiện nguyện với anh Huy, với cha chữ và anh Nhàn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của xin và xin chúc cho mọi người luôn an lành hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye.